Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, hàng loạt trận động đất lớn đã xảy ra tại Nhật Bản. Trong đó, trận mạnh nhất 7,6 độ Richter ở tỉnh Ishikawa gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chị Phạm Hòa đang sinh sống và làm việc tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa chia sẻ từ một cơ sở trú ẩn địa phương. Trận động đất rất mạnh, nhà cửa rung lắc dữ dội, mặt đường bị nứt vỡ và nhiều cột đèn bị đổ. Chị Hoa nói, rất may mình có thể chạy ra khỏi nhà an toàn, nhưng đồ đạc trong nhà thì hư hỏng cả. Sau khi bám trụ qua đợt rung chấn, mình cùng mọi người vội vàng chạy đến nơi tập kết và sơ tán. Chị Hoa cho biết thêm, sau đó phóng viên không thể tiếp tục liên lạc với Hoa. Tình hình hiện tại có thể nói tạm ổn, thi thoảng vẫn còn những cơn rung lắc nhẹ. Hiện các điểm thuộc tâm chấn vẫn đang xảy ra tình trạng mất điện và các dịch vụ viễn thông chập chờn. Anh Lê Thanh Tùng ở thành phố Komatsu, tỉnh Ishikawa cho biết, cả nhà anh vừa đi chùa đầu năm về thì mặt đất bất ngờ rung lắc nhẹ rồi dừng lại. 5 phút sau thì xảy ra đợt rung lắc mạnh hơn và lâu hơn. Anh Tùng chia sẻ, đồ đạc trong nhà đổ hết cả. Tôi vội vàng dắt tay vợ con chạy ra khỏi nhà, nơi tôi ở cách tâm chấn 70 km, nhưng rung chấn khi đó vẫn khá mạnh. Mặt đất bị vỡ, nhà cửa và cột điện rung chuyển âm ầm. Anh Tùng cho biết, ở những nơi gần tâm chấn hơn thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, sống ở thành phố Himi, tỉnh Toyama, cách tỉnh Ishikawa khoảng 100 km, nơi ghi nhận động đất mạnh 5 độ Richter. Chị Đỗ Thảo cho biết, nhiều căn nhà bị hư hỏng toàn bộ hoặc một phần, nhiều vụ hỏa hoạn và một số nơi bị mất điện, mất nước. Chị Thảo cho hay, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng sơ tán người dân đến nơi an toàn, cung cấp đồ ăn thức uống. Trong khi đó, trực thăng cứu hộ, xe cấp cứu, lực lượng cứu nạn đang rất khẩn trương cứu giúp những người mắc kẹt. Giữa lúc khó khăn, cộng đồng người Việt ở Ishikawa và các khu vực lân cận vô cùng đoàn kết, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Chị Thảo chia sẻ, mọi người chia sẻ thông tin lên các hội nhóm, nơi nào còn an toàn thì sẽ đón đồng bào gặp nạn đến ăn ở, nghỉ ngơi. Có những bạn có ô tô thậm chí không ngại nguy hiểm đến tận nơi đón người có nhu cầu trợ giúp. Đại sứ quán Việt Nam cũng thông báo các thông tin cần thiết để liên lạc khẩn cấp và cứu trợ. Chiều ngày 2 tháng 1, Bộ Ngoại giao cho biết hiện chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt Do các trận động đất gần đây tại Nhật Bản gây ra, nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ sơ tán đến nơi tạm trú an toàn. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản chủ động nhanh chóng nắm bắt thông tin về tình hình an toàn của công dân Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn, hội đoàn để thông tin, hướng dẫn cộng đồng người Việt tại khu vực chịu thiệt hại. Trong bản tin phát đi vào tối mùng 2 tháng 1, Đài NHK dẫn lời đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Sika ở tỉnh Isaka cho biết, hệ thống cung cấp điện từ các nguồn bên ngoài cho cơ sở này vẫn không thể sử dụng được một phần. Nguyên nhân là do đường ống của hai máy biến thế dùng để nhận điện từ bên ngoài của hai lò phản ứng đã bị hư hỏng do trận động đất, khiến dầu cách nhiệt và làm mát bị dò dỉ ra ngoài. Tuy nhiên, điện vẫn tiếp tục được cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Sika thông qua các phương tiện khác và nguồn điện dành cho các thiết bị an toàn quan trọng vẫn được đảm bảo. Với các máy phát điện diesel khẩn cấp, theo đơn vị vận hành, chúng có đủ nhiên liệu để hoạt động trong 7 ngày. Đài NHK cho biết thêm, một hôm sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở tỉnh Iskawa, công ty điện lực Hokuriku đã tổ chức họp báo nói rằng cả hai lò phản ứng số 1 và số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Sika ở thị trấn Sika đã ngừng hoạt động từ lâu trước khi xảy ra trận động đất. Theo đơn vị vận hành, một dung chấn có cường độ cấp 5 trên thang đo độ mạnh của động đất gồm 7 cấp từ 1 đến 7 của Nhật Bản đã xảy ra ở tầng hầm của lò phản ứng số 1 khi trận động đất lớn xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút chiều ngày 1 tháng 1. Lò phản ứng số 1 đã rung lắc 336,4 GAL, đơn vị đo gia tốc, trong đó 1 GAL tương ứng với chuyển động 1 cm trên dây bình phương theo chiều ngang và 329,9 GAL theo hướng thẳng đứng. Cả hai thông số này đều thấp hơn so với chuyển động của lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi khi xảy ra thảm họa năm 2011. Chuyển động 600 GAL theo chiều ngang và 405 GAL theo chiều dọc. Trước đó vào chiều 1 tháng 1, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã làm dung chuyển bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền trung của Nhật Bản. Nếu tính theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản, trận động đất này ở cấp độ 7 là cấp độ cao nhất và nó đã khiến cơ quan khí tượng Nhật Bản phải phát đi cảnh báo sóng thần lớn lần đầu tiên kể từ thảm họa động đất sóng thần năm 2011. Hôm mùng 2 tháng 1, tuy cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ, nhưng theo xác nhận của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mức độ thiệt hại bởi động đất rất lớn. Thực tế cũng cho thấy, tại thành phố Wajima thuộc tỉnh Iskawa, nơi nằm ở Tâm chấn, đã xảy ra nhiều đợt sóng thần cao từ 1m 1 mét đến 1,2 mét. Động đất còn khiến hơn 100 tòa nhà, trong đó có nhiều cửa hàng bằng gỗ. Xung quanh thành phố Asaichi nổi tiếng, ở trung tâm thành phố Wajima bị cháy. Hình ảnh do máy bay trực thăng của đài NHK ghi lại hôm 2 tháng 1 cho thấy, Lửa đã bùng lên ở nhiều nơi trong thành phố Wajima, khói trắng bốc lên trên diện rộng. Trong khi đó, tại Kanazawa, thành phố lớn nhất tỉnh Ishikawa, người ta cũng chứng kiến cảnh đổ nát khi nhiều ngôi nhà bị lật và đường xá bị hư hỏng hoặc bị cắt đứt bởi động đất mạnh. Để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, chính phủ Nhật Bản đã điều động 3.000 cảnh sát, quân nhân và lính cứu hỏa từ khắp cả nước đến khu vực động đất. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ cứu nạn đang bị cản trở do đường xá bị hư hỏng nặng và bị tắc nghẽn. Lần đầu tiên kể từ năm 2011, cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA hôm qua đã phải phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất ở bán đảo Noro thuộc tỉnh Ishikawa. Đây là dung chấn mạnh nhất trong tổng cộng 155 trận động đất xảy ra ở miền trung Nhật Bản trong ngày đầu năm mới. Kể từ năm 2020, bán đảo Noro đã ghi nhận 5 trận động đất mạnh trên 5 độ hơn 500 trận động đất trên một độ đã xảy ra trong khu vực kể từ tháng 12 năm 2020. Hồi tháng 5 năm 2023, loạt địa chấn 5 đến 6 độ diễn ra ở đây khiến một người thiệt mạng, 49 người bị thương và phá hủy khoảng 200 tòa nhà. Các nhà nghiên cứu của chính phủ Nhật Bản hồi tháng 5 năm ngoái cảnh báo hoạt động địa chấn dự kiến tiếp diễn trong một thời gian và kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai. Động đất thường xảy ra tại đường đất gãy giữa các màng kiến tạo những khối đá khổng lồ tạo nên lớp vỏ trái đất. Đứt gãy cho phép các khối đá dịch chuyển tương đối so với nhau, nhưng đôi khi chúng mắc kẹt với nhau, khiến áp lực tại các đường đứt gãy gia tăng. Heidi Gashemi, nhà địa chấn học tại tổ chức Geoscience Australia ở Canberra nói, khi áp lực ngày một tăng và đạt tới đỉnh điểm, các màng kiến tạo sẽ bị trượt. Khi xảy ra hiện tượng trượt, năng lượng sẽ được giải phóng dưới dạng sóng địa chấn, khiến cho mặt đất rung chuyển, gây ra động đất. Dù chưa xác định chắc chắn nguyên nhân trận động đất ngày 1 tháng 1, các nhà nghiên cứu cho rằng mức nước ngầm gia tăng có thể góp phần gây ra sự bất ổn của hoạt động địa chấn trong khu vực. Junichi Nakajima, giáo sư khoa khoa học trái đất và hành tinh tại Viện Công nghệ Tokyo cho biết, nước ngầm dâng cao có thể xâm nhập vào các đường đứt gãy, khiến chúng dễ trượt. Phân tích của các nhà nghiên cứu sóng địa chấn chỉ ra, nước ngầm tích tụ ở độ sâu từ 20 đến 30 km và nếu nó dâng cao lên khoảng từ 10 đến 15 km động đất có thể xảy ra. Hervoje Tokachik, người đứng đầu khoa địa vật lý kiêm giáo sư tại trường nghiên cứu trái đất thuộc Đại học Quốc gia Australia cho biết, hiện tượng này chỉ xảy ra khi mảng kiến tạo này trượt lên trên mảng kiến tạo kia, khiến nước ngầm dịch chuyển theo chiều dọc. Ông cho biết, Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới vì nằm trong khu vực kiến tạo rất phức tạp. Bốn trong số hàng chục mảng kiến tạo lớn tạo nên bề mặt trái đất nằm ở Nhật Bản. Quốc đảo này cũng nằm trên vành đai lửa chuỗi các núi lửa và địa điểm hoạt động địa chấn ở rìa Thái Bình Dương, khiến Nhật trở thành một trong những nơi dễ xảy ra động đất nhất thế giới. Aitaro Kato, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Động đất thuộc Đại học Tokyo cho hay, hoạt động địa chấn ở bán đảo Noro đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trong trận động đất ngày 1 tháng 1, ông nói, dòng nước ngầm có thể làm các đường đứt gãy bị trượt và gây ra vết nứt lớn hơn. Chúng ta cần tiếp tục chú ý đến hoạt động này. Do Nhật Bản nằm sát biển, những trận động đất như vậy có thể gây ra sóng thần. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, không phải mọi va chạm giữa hai mảng kiến tạo dưới biển đều gây ra sóng thần. Khoảng 10 phút sau khi động đất xảy ra hôm 1 tháng 1 ở Noro, đợt sóng thần cao khoảng 1,2 mét tràn vào cảng Wajima của bán đảo. Điều may mắn là các đợt sóng thần sau đó có cường độ thấp hơn và không gây thiệt hại nặng cho khu vực bờ biển cũng như các nhà máy điện hạt nhân. Dù vậy, thảm họa động đất đã khiến nhiều công trình sụp đổ, hơn 30.000 hộ gia đình mất điện, và ít nhất 48 người thiệt mạng. Động đất và sóng thần không thể dự đoán chính xác, song các nhà khoa học có thể nắm rõ những khu vực có nguy cơ cao nhất. Khoảng 500.000 trận động đất xảy ra mỗi năm, nhưng hầu hết không được phát hiện, trừ khi có những cảm biến địa chấn hiện đại. Khoảng 100.000 trận có thể cảm nhận và chỉ khoảng 100 trận gây thiệt hại. Theo Rhys Blackley, nhà phân tích của Times, Hitara Naoshi, giáo sư kiêm chuyên gia về động đất tại Đại học Tokyo, cảnh báo những người đã sơ tán ở Nhật không nên trở về nhà cho đến khi tất cả các cảnh báo được dỡ bỏ. Ông lo ngại nguy cơ xảy ra một trận động đất mạnh và kéo theo sóng thần xảy ra trong thời gian tới, khi hoạt động địa chấn dưới lòng đất vẫn tiếp diễn.